Ngày 9 tháng 10, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Hữu Sang sinh năm 1972, ngụ quận 10, nạn nhân trong vụ chém đứt lìa tay trên đường Cao Thắng Anh Đao ngày 28 tháng 8, đang không qua khỏi. Dù được mang đi cấp cứu anh điều trị nhưng do ông Sang mất nhiều máu, suy đa tạng nên 5 tuần sau khoảng thời gian nhập viện, người này đã qua đời. Ông Sang đã được mái ấm gia đình làm giấy tờ thủ tục an táng, chỉ huy công an quận 3 nói. Như nay đã thông tin, chiều 28 tháng 8, trên đường Cao Thắng, quận 3 đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến cho ông Sang bị chém đứt lìa tay. Qua khảo sát ban đầu, công an xác định nguyên nhân là ông Sang có xích mích với Phạm Phong Trung sinh năm 1982, trong khi giao thương nước sâm trước hẻm 162 Cao Thắng. Chiều 28 tháng 8, Trung chở đến mua nước sâm của ông Sang anh chúng ta cãi nhau nảy lửa. Sau đó, Trung chở bỏ đi anh ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán hàng. Trung gọi điện cho em ruột anh một trong những người khác mang đi mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết và xử lý xích mích. Nhìn thấy ông Sang trước số nhà 82 Cao Thắng Quy. Ba, nhóm này chém ông đứt lìa cánh tay rồi bỏ chạy. Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, truy tìm anh bắt giữ những người có liên quan.